Cảm chị Đức Việt xin chào tất cả các bác. Trong video này mình xin nhấn mạnh lại với các bác là tất cả những cái sản phẩm phụ kiện của Cám Đất Việt ấy, khi mà ship đi thì sẽ có tính phí nha các bác. Đấy, các bác thông cảm giúp. Thế còn riêng với cái sản phẩm cám ấy thì bên mình sẽ miễn phí, vẫn miễn phí ship tận nhà trên toàn quốc từ nhiều năm nay. Các bạn yên tâm mà sản phẩm cám được miễn phí. Thế còn bạn nào khi mà lấy những cái phụ kiện này này kèm thêm cám ấy, lấy cám mà kèm thêm cái phụ kiện ấy thì cái phí ship nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ đỡ đi. Đó, thì các bạn cũng phải thông cảm là đây là những cái phụ kiện mà qua quá trình mình sử dụng mình cảm thấy nó hợp lý thì mình chia sẻ lên, để nhà nào tiện thì lấy luôn. Đấy. Chứ còn thực ra bán cái này thì nó cũng chỉ là thêm thắt một chút thôi. Do vậy là anh em thông cảm là sẽ có tính thêm phí một chút, vì đơn vị ship họ sẽ tính theo cái cân nặng, theo từng lạng nha các bác. Đấy, do vậy là các bạn phải thông cảm cho nhà mình là có tính thêm phí làm sao để cho nó phù hợp. Ví dụ như các bạn nào mà lấy cái phụ kiện này này kèm cùng với cám ấy thì cái phí nó nhẹ đi rất là nhiều, nó chỉ thêm khoảng 10.000 hoặc là hơn một chút. Đấy, thế còn các bạn lấy lẻ riêng phụ kiện này sẽ tính theo phí bình thường của cái đơn vị ship nha các bạn. Đấy, mình nhấn mạnh lại với anh em rõ như vậy luôn. Ví dụ như đây là cái sản phẩm áo lồng mi này, vải mềm mịn đặt may dùng rất là tốt. Đấy, đây là cái móc đồng ti inox độ bền rất là cao. Đây là cái nậm, đây là hàng bình dân thôi. Đấy, mình nhấn mạnh lại với các bạn nhé. Những cái sản phẩm phụ kiện này này có tính thêm phí theo cái quy định của bên đơn vị ship. Bên mình chỉ hỗ trợ nếu như bạn nào lấy kèm cùng với cám ấy thì được hỗ trợ, có tính, vẫn tính thêm phí của cái phụ kiện, nhưng mà nó sẽ bớt đi, sẽ ít đi về cái lượng phí ship nhá. Đấy, nhấn mạnh lại các bạn luôn. Còn cái sản phẩm cám thì vẫn được miễn phí ship trên toàn quốc từ nhiều năm nay. Vậy là các bạn cứ yên tâm. Đấy, mình chia sẻ rõ như vậy luôn để cho anh em nào lấy thì đỡ băn khoăn xem là có mất phí hay là không mất phí như thế nào. Thì các bạn phải rất thông cảm cho cám Chìm Đất Việt. Đấy. Thì sản phẩm là mình cảm thấy nó hợp lý thì mình chia sẻ lên. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cám Chìm Đất Việt nhé. Đấy, theo cái số điện thoại và địa chỉ ở đây. Cái giá cả thì mình luôn luôn để rất công khai ở trên tiêu đề của YouTube hay là trên Zalo, Facebook. Đấy, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, mình sẽ cụ thể cho các bạn luôn. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Chào các bạn.